kia không? Đang ở trong bao, nó tội nghiệp ghê chưa? Ơ sao bạn, bạn cá nguy hiểm nhất cát trình đâu rồi, bạn cá trình đâu rồi? Trời, mấy bạn tôm kìa. Mấy bạn tôm kìa, chuẩn bị bị làm hại luôn, hay chúng ta cứu mấy bạn tôm không? Cứu mình mua giùm thẻ ơi. Nhưng mà sao mua nổi bao nhiêu? 3 triệu 300, 200 nghìn một ký á. Mấy bạn tôm bị bán tới 3 triệu mấy một ký. Nhưng mà vẫn tâm hồn má, tâm hồn quý kiếm đó. Vậy mà bị ăn thịt, tội nghiệp mấy bạn tôm quá. Kìa nhìn kìa, cảnh nhìn cảnh kìa kìa bạn. Sao chúng tôi lại phải bị ăn thịt cơ chứ? Tội nghiệp mấy bạn quá ha. Muốn anh Tư có 5 tỷ về lại bóng hết luôn. Các bạn, hồi nãy mình đã nói với các bạn, khi các bạn bị đập đầu như thế nào thì cũng cán, nó sẽ bị đập đầu như thế ha. Các bạn có thấy đầu nó chảy máu rất là nhiều. Tôi mà ta lấy da tươi á để người ta bén nó da cao. Khổng lồ của chúng ta mới vừa bị hại đó. Mới vừa hả? Hại lâu rồi, bây giờ ướp chất vô rồi, người dẹp vậy là bỏ chất bảo quản mới tươi vậy. Ăn tươi vô quá bệnh luôn, ăn vô là bệnh luôn. Tươi quá à.